Các bác thân mến ạ, đây là cháu Di. Cháu sống biệt lập ở dưới rừng mà thôi. Với lại cuộc sống của cháu thì đằng sau cháu là cái căn nhà nhỏ. Mà thực sự mà từ lúc bé sống ở dưới biệt lập cùng với bố mẹ. Nên là cái cuộc sống của cháu năm nay còn một tháng nữa là tròn 4 tuổi. Sinh vào năm 2018. Tháng 7 năm 2018 á, thằng một tháng là tròn 4 tuổi các bác. Hoàn cảnh gia đình cháu thì vô cùng là tội nghiệp, khó khăn. Hai vợ chồng ba mẹ của cháu Di á, hàng ngày phải đi làm thuê cho người ta để mà kiếm sống các bác. Còn cháu thì nhiều lúc tự một mình ở trong nhà, ở cái khu biệt lập, không có bất kỳ ai bạn bè nào vui chơi ở đây cả các bác ạ. Thực sự mà rất là tội nghiệp. Tuy nhiên thì cháu có một cái kỹ năng sinh tồn rất là tốt luôn. Xin mình chào quý khán giả, các bác chú anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của cháu Săn ngày hôm nay. Ngày hôm nay rất là vui có sức khỏe để gặp lại tất cả các quý nhà hảo tâm, các bác chú anh chị, quý mạnh thường quân. Thì lời nói đầu tiên cho cháu Săn gửi lời chúc sức khỏe, chúc tất cả mọi người, quý anh chị thật là bình an trong cuộc sống. Và hiện tại thì cháu Săn không ngoài ở đâu và đang có mặt tại nhà của cháu Di, là một cái căn nhà nằm giữa rừng và sống, mình nói cách khác là cái cuộc sống biệt lập, xung quanh không có ai cả. Như vừa rồi hôm video trước cháu Săn có vào đây thì đưa bé đi về, bởi vì ba mẹ đã đi làm mấy tuần rồi không có về. Tuy nhiên ngày hôm nay cháu Săn cũng ở đây để có thể là giúp bé để vệ sinh cá nhân các thứ các bác nhé. Ở đây thì là cháu Sana là hai mẹ con thì đang ăn cơm. Di không biết ăn xong chưa. Đấy, bây giờ cháu Sana nướng cái thịt về cho nó, hai mẹ con ăn rất nhiều cơm. Mẹ bé thì mặc dù rất là ốm yếu gầy, nhưng mà sau khi mà thấy có một cái bữa thịt á, hình như là mẹ bé cũng ăn được cơm. Hy vọng là sẽ nhanh chóng hồi phục để còn ở nhà để chăm bé. Mẹ bé là không thể nói được. Ông bố thì cứ đi làm vài tháng trời mới về một lần. Nhiều khi là vừa rồi hai vợ chồng đi làm là được gần 2 tháng trời rồi không về thăm bé, cho bé Di ở nhờ nhà người ta thôi các bác. Cuộc sống rất là tội nghiệp. Nãy có cả chẩm cháo của nhà Trần San nên là chắc là mẹ bé Di ăn rất là ngon. Nó tả là? Nó gì tả? Phải một chút hao à? Này, mẹ gì thì đang nằm ở cái, đang ngồi cái góc xó, ăn cơm. Ăn được cả hai bát cơm nữa kìa. Mùa, phải mùa rất hao à? Đợi hai mẹ con ăn cơm một chút nữa các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cho bé Di đi gội đầu. Toàn bộ khu xung quanh bây giờ mình toàn nghe thấy tiếng chim hót thôi. Cái đợt trước là đầu tiên là cháu Săn làm kia, ông bố là làm cái chuồng dê. Sau đó là cũng mua được 3 con dê, nhờ bây giờ cũng còn lại một con. Cũng còn lại một con thôi. Còn cái đây là chuồng gà đây. Thế là cháu Săn mua cái giống gà, bây giờ là có khoảng hơn 20-30 con gà đang ở dưới kia. Nói chung là hai ông bà ấy thì bây giờ tội nghiệp nhất là bé Di các bác. Nhiều lúc hai ông bà còn uống rượu nữa. Uống rượu xong là đánh đập nhau, quánh nhau. Bé Di thì suốt ngày thấy cái cảnh đó. Nên là hai vợ chồng cháu Sana đi vào thăm bé Di. Khu này mà trồng thêm chuối ở đây được ấy nhỉ? Trồng chuối rồi trồng rau, đỗ. Chắc có lẽ là chưa bao giờ có một cái bữa ăn nào mà ngon như thế này. Mẹ Di hôm nay được ăn thịt nướng. Hay là ăn được rất là nhiều cơm. Ăn được 2-3 bát luôn các bác ạ. Này, thịt nướng thì vẫn còn đấy các bạn. Cháu Săn nướng và ướp cái chẩm chéo vào là
Bài gì ăn rất ngon. Đây là cái lọ chẩm chéo của nhà trò săn này. Có trực tiếp số điện thoại trên này nhé các bác nhé. Cá gì cá này? Cá hò. Bài gì bảo rất ngon. Giờ bé đi gội đầu, vừa nãy là bé còn nói là bé còn tự biết gội đầu đấy. Đang nói cho Giang xem tự xem nào. Không phải, không phải. Lược, lược, lược. Đấy, đang nói chuyện với mẹ khó chứ. Mẹ bé hiểu lầm là dầu gội. Không thấy lược đâu à? Hay là để túi này? Tao có nè. À đấy. Cậu quên này. Cô chỉ bộ ạ. Em ơi. Đây, ra ra ngoài, ra ngoài. Ra ra ở ngoài. Ra ngoài. Đi gội đầu thì rất là xa các bác ạ, đi khoảng là hơn 2 cây số nữa, toàn đi bộ nên là trò săn bây giờ cũng có nước mưa ạ. Trò săn lấy nước mưa để giúp bé gội đầu. Bởi vì thường thường mẹ bé là không có biết là giúp con gội đầu ạ. Nhà vợ chồng cháu phải giúp bé gội. Ông bố thì ông không có ở nhà để mà chăm con cả. Có mỗi một đứa con gái cưng duy nhất thôi. Mà cũng không chăm, không thương. Đúng là khó hiểu thật sự. Vừa nãy mẹ bé còn bảo là tí nữa cho cái thịt kia bé mang đi đâu, hay là về một tí nuôi con gà xong lại chuẩn bị đi ở dưới kia rồi, đi làm rồi. Đấy. Sau đó lại gửi bé ở trên này hay sao? Có trời không? Không có. Hình như không có trời á? Toàn gầu thôi đúng không? Ừ, đợi tí đó. Bé ăn xong. Nó tán đi rồi. Nó chỉ chừa. Con cởi áo ra đi. Lúc nào phải gội đầu cho con ấy. Gội đầu á. Con để cái áo đấy đây. Nóng quá. Đấy, cối sớm rồi rồi nữa. Mùa này thì cũng vẫn còn nước mưa. Nhưng mà sắp tới thì chắc chắn là gia đình quá thiếu nước luôn. Còn nước mưa nên là cũng đỡ hơn một chút. Chắc lâu lắm không gội đầu rồi đây nhỉ. Chắc là bố mẹ đi lên. Hay là từ cái đợt mình gội cho bé xong đến giờ nhỉ. Khi nguy cơ đấy. Hơn một tháng bởi vì là ở nhà cũng bố mẹ có bao giờ giúp gội đâu. Mẹ bé thì không biết gội đầu cho con. Rồi đến ông bố thì không quan tâm. Tức là cái đợt trước là cháu săn với vợ hai vợ chồng cháu giúp bé gội đầu là cách đây 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. Cháu săn nghĩ là từ lúc đó đến giờ là không gội đầu luôn. Bởi vì bố mẹ đi làm cách đây cái nhà cũ ngày xưa là đi làm cách đây gần 2 tháng trời rồi. Nhắm mắt vào con nhé, nhắm mắt vào, gì nhé.
Nhưng mà các bé còn giỏi đấy, nhiều đứa bé nhỏ nhỏ như này mình gội đầu toàn khóc ấy nhỉ. Nhiều lúc buồn cười lắm các bác ạ. Hỏi mẹ của Di, mình cứ gọi to và cuối cùng nhớ ra là mẹ bé không biết nói, như kiểu là chẳng khác gì không hỏi. Thế là gọi rồi nhưng mà chẳng khác gì là mình không hỏi. Thế này. Gọi xong rồi, đang chạy tóc cho bé một chút. Ok, đầu sạch rồi. Sáng mai con đi học nhé. Sáng mai con đi học nhé. Sáng mai đi học nhé. Sáng mai bảo mẹ dẫn đi học. Mẹ tí nữa lại đi hả? Nhìn có vẻ như là về. Giờ sang nhìn như kiểu là có vẻ như là mẹ bé về nuôi một tí gà rồi lại đi sao? Mà ngủ ở dưới đấy thì hình như là còn chưa xong. Chết rồi, làm kiểu này thì làm ăn kiểu gì được. Suốt ngày bỏ con, bỏ gà, bỏ con dê. Mấy con dê cũng tội nghiệp, con gà cũng tội nghiệp. Nhớ mẹ bé như đưa một cái dây nịp đâu nhỉ? Còn chút khô cắn gì nữa. Đây gội đầu xong rồi đây. Thế là tí định hỏi xem mẹ của bé là lát nữa lại đi bẻ ngô. Nghe tí nữa lại đi bẻ như này đúng không? Này. Hình như là mẹ của bé đang nói là đi tét ngô gì vậy các bạn. Thế còn gì? Trời ơi, hình như là ý là Di lại đi ngủ trên, đi nhờ, ngủ nhờ trên kia thì phải các bạn. Nói chung là mình cũng không thể giao tiếp được, không thể nói chuyện được xem là tét ngô như thế nào hay là lại đi không. Tí nữa có hai cái nhà ý thì cái nhà mùa mùa tết bây giờ hả thì mùa có hai cái nhà này. Cái hạt cái này chỉ sao mổ này. Hạt cái này là nhớ chế sữa rồi. Nhớ chế sữa kia kia ua mò cái con nào rồi. Rồi. Con có mổ hạt cái này chỉ mổ tê. Hả? Ngon gai. Ngon gai chỉ. Cái này mổ tê chỉ mổ này. Chỉ mổ. Thế gì ngủ ở đâu? Gì? Hỏi xem mẹ xem này tí nữa đi không? Hỏi xem mẹ múa tết chỉ múa này hả cái này? Không có một cái cách nào để bảo mẹ luôn. Cái này chỉ múa tết hả nhở? Cái chỉ múa. Gì nhó từ? À, chính xác rồi. Đấy là giống như dự đoán của Trà San, tức là Trà San thấy là mẹ gì có gói ít cái thịt này. Dạ, vừa nãy là hỏi đi đâu bảo là tí nữa. Tí nữa là cho Di mang đi lên trên kia. Không biết là đi đến. Thấy có một tập hát chi đó. Con nhà hàng con nhà mua đá té. Con nhà hàng con khi cũng mùi rồi. Hả? Có khi cũng mùi rồi. Mua đá té bướng nó này.
chị cả. Hãy chị cả khi cả nhảy mổ sư. Thế là tính ra ngày hôm nay nếu mà cháu San không có đưa bé Di về á, là mẹ chỉ có, mẹ của bé chỉ có về xem con gà, nuôi con gà xong rồi lại đi luôn á. Thế là hơn 2 tháng trời. Hơn 2 tháng trời cứ để con như vậy. Bây giờ ông ấy không ở nhà, không thể nói chuyện được. Rất là khó các bác ạ. Không biết là làm cách nào để có thể là mình giúp đỡ cho bé được nữa. Chung là vẫn phải chịu khổ. Với cái tình cảnh như thế này á, khẳng định với các bác là bé Di chỉ có thể học cao nhất là đến lớp 2. Bởi vì là ở trên này á, là học đến lớp 2 là bắt đầu là sẽ lớp 3 là phải đi trung tâm xã học. Nhưng mà đi trung tâm xã học thì đồng nghĩa là thứ nhất là tiền ăn ở vẫn phải nộp này. Rồi ngoài ra là đi lại nữa. Rất là tốn. Như vừa rồi, hôm vừa rồi là nếu mà cháu San mà không có nộp tiền ăn, tiền học phí cho Di ấy, không biết là Di có được đi học hay không. Cháu San đã nộp 10 tháng tiền ăn với tiền quỹ lớp, tiền học phí cho tiền học phí thì không cần, mà tiền quỹ lớp cho Di. Nhưng mà thực tế là bố mẹ có không biết các bác ạ. Nhưng mà sinh ra không được lựa, không được lựa chọn nơi sinh ra mà rất là thương cho bé luôn. Thế là một ché nè. Thế là một ché nè. À, chị có một cần đỡ hay có một chị? Là nhỏ là nhỏ về. Nhỏ nó sẽ. Nhỏ nó có nhỏ rất chỉ nhỏ này, có nhỏ một tế này. Ừ, có nhỏ hải tiệt, có nhỏ một tế này. Mũ nè. Hả? Là hải sư. Có hải có nhỏ này, có nhỏ hải cái này một tế ớt tế này. Có hải có nhỏ chỉ mũ này. Thì hải hải chị tao bây giờ thì chắc có lẽ là cho San chị mong muốn là chia sẻ với các bác cũng như là cho San chăm Di giống như một cái đứa coi như là giống như một đứa con của nhà mình á. Nhưng mà bởi vì là hiện tại nhà cho San cũng cách nhà cho Di xa, nếu mà không xa thì cho San sẽ đưa cháu Di về nhà để chăm và ăn học cho bé. Bởi vì hiện tại giờ cách xa như này á, mình đưa bé đi về thì rất là phức tạp. Thứ nhất là không được sự cho phép của bố mẹ. Thứ hai nữa, thực ra thì được cho phép hay không cũng không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là cái bé đồng ý hay không. Bé là bé, cháu San với bé là khác dân tộc với nhau á, nên là khi mà đến nhà thì không, tức là cái đồng bất đồng ngôn ngữ rất là khó để mà giao tiếp. Cho nên là bé vì cái lý do đó bé không có thích đi cùng mình là chính như vậy. Nếu mà nhận nuôi thì nếu mà cùng dân tộc mà ở xa cũng rất là khó khăn, là chính vì như vậy mà nên là mới khó các bác ạ. Cả nhỏ với một chế. Cả nhỏ này. Sáng mai đi học nhé. Sáng mai đi họp nhé. Bây giờ thì chắc là cháu San cũng phải đi về. Và nếu mà ngày mai cháu San sẽ hỏi xem cái bạn mà trên này lúc mà thường ấy, giờ bé Di hai ở trên đó, nếu mà mẹ của bé lại tiếp tục đưa bé đi ở trên đó thì lúc đó thì cháu San sẽ nghĩ biện pháp và giúp đỡ bé bằng cái cách nào đó. Còn hiện tại bây giờ thì mình nói với bé đi cùng mình thì bé không đi, và mẹ của bé thì mình nói thì không thể hiểu được á, rất là khó. Kể cả như là nói tiếng Mông thì mẹ bé cũng không hiểu. Cho nên thì cháu San không biết phải làm sao nữa. Rất là mong là các bác của chú anh chị sẽ đóng góp ý kiến. Chắc có lẽ là bé Di để mà có một cái cuộc sống tốt nhất á, thì chỉ có cách mọi người nhận nuôi thì đó mới là cái cuộc sống tốt nhất thôi. Nếu mà sống chung với hai ông bà thì đồng nghĩa là vẫn phải chịu nhiều cảnh nữa. Nhiều khi mà thứ nhất là hai ông bà
uống rượu say đánh đập với nhau. Thứ hai nữa là về sau này, trong tương lai sau này thì bé vẫn có một cái cuộc sống, chắc có lẽ là phải ở đây, bởi vì hai ông bà suốt ngày đi làm, rồi là thì chả thấy ra gì cả, nhưng mà lại suốt ngày đi làm rồi bỏ con, bỏ tất cả mọi thứ, bỏ ở trong nhà không có trông coi. Dù là mình có đi đâu đi nữa thì mình có con thì mình vẫn phải về, vẫn phải xem con, thì đó mới là một người bố mẹ tuyệt vời. Ở đằng này thì đưa con đi ở cùng nhà người ta, rồi là con thì được ăn uống không được cũng chả quan tâm, mặc kệ con sống như thế nào thì cũng chả quan tâm. Một vài tháng như vậy thì như Trà San đã nói này, chắc có lẽ là lịch sử Việt Nam Trà San lần đầu tiên thấy cái cảnh như vậy luôn, chỉ có một con gái duy nhất mà làm như vậy. Nên là ngày nay thì Trà San cũng xin chia sẻ video clip ngắn tại đây thôi. Cũng như là Trà San đã giúp bé gội đầu sạch sẽ, và cũng như là giúp bé rửa sạch sẽ chân tay, cả nhân thay quần áo rồi. Nên là cũng rất là cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành và yêu thương cho bé Di. Hy vọng là các bác sẽ nghĩ cái biện pháp để cùng Trà San tốt nhất, để giúp cho bé có một cái tương lai về sau này, đỡ phải lo lắng về cái tương lai các bác nhá. Nếu mà chắc chắn là trong, kể cả trong năm nay thôi, mà không có quý nhà hảo tâm các bác mà giúp đỡ thì chắc có lẽ là năm nay thôi bé cũng chưa chắc là đi học được. Đấy, nên là cuộc sống thì thực sự mà trong cái gia đình như thế này á, là quá khổ và quá quá là bi đát luôn. Mà dù còn rất nhỏ nhưng mà nó phải chịu một cái áp lực trong cái cuộc sống rất nhiều. Nên là Trà San muốn chia sẻ cho các bác, cô chú anh chị về cái cuộc sống của bé Di nhiều hơn, để mình sẽ cùng nhau để giúp đỡ cho bé có một cái cuộc sống tốt hơn đó nha. Trà San xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, cô chú anh chị trong một video clip gần nhất trên kênh Khoa Nắng Vùng Cao của Trà San.